nhằm tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đối với đơn vị sử dụng lao động và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh dừng việc in thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm các trường hợp tăng mới hoặc đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống dữ liệu. Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp hoặc căn cước công dân hoặc ứng dụng định danh điện tử VNEID mức độ 2 hoặc ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến giao dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài đặt nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VNEID mức độ 2, VSSID hoặc căn cước công dân chưa đồng bộ với dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ ngay cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên qua phòng truyền thông, điện thoại chăm sóc khách hàng 0221 386 4888 để được hỗ trợ giải quyết, không ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Được biết, tính đến tháng 11, toàn tỉnh đã có 193 trên 193 cơ sở khám chữa bệnh có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100% với tổng số 113.876 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.